Hello, Ngọc Diệu Vlog xin chào cả nhà. Em chào các ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đang xem trên kênh của Ngọc Diệu Vlog. Cả nhà ơi, bữa nay là gia đình em ăn Tết nha cả nhà. Từ hồi đầu năm tới giờ chưa được ăn Tết. Là cái gì? Đây. Rồi con chào nữa hả? Trời ơi, nó cũng cày kiệt, nó chào rồi, con chào đi. Con chào các ông bà. Cô chú. Anh chị. Và các bạn. Trời ơi, nó ghiền chào lắm cả nhà, nó nghe em chào nó cũng chạy lại. Rồi con đi chơi đi cho mẹ làm chút xíu nha. Rồi đi chơi đi Nhiêu rồi. Rồi cây bằng xúc nó ghiền lại nó chào thôi cả nhà. Nay mấy đứa em vừa quê ăn Tết đó cả nhà, giờ xong nó lên hết rồi. Và bây giờ bữa nay rủ nó tụ họp lại nhà em chơi, em làm một đại tiệc buffet nướng nha cả nhà. Đây. Nó thì mực nè. Rồi chân gà nè, cánh gà nè và sườn nha cả nhà, sườn non nướng và tôm. Và tôm nè cả nhà. Tôm này thì chắc thì em nghĩ là để em nướng mọi á. Một là nướng ngồi, hai là em hấp bia. Chứ tại vì có chuột không có nướng này cho chuột được. Còn ở đây thì em có ở đây ốc bự. Ốc ốc của thằng em chồng em nè cả nhà, nó bắt ở dưới quê lên á. Nó bắt ở dưới quê lên. Giờ một hồi thì cái này cho để coi coi luộc hay là nướng đây. Muốn ăn nướng thì em sẽ nướng luôn. Một con nhỏ kiểu này chắc con ốc nhỏ kiểu đó chắc em thấy hơi luộc xả đi cả nhà. Luộc xả chấm với nước muối ớt luôn đi. Giờ làm biết rồi. Tại vì con nó nhỏ quá, tính con bự bự thì nướng luôn. Mà giờ thôi, giờ bắt đầu em sẽ gia vị ớt em nha cả nhà. Đó. Ở đây thì em có là hành tím và tỏi bông. Qua đây em mang một tay được đây. Kiên gái em bầm mà tỏi hơi nhiều rồi cả nhà ơi. Bỏ bớt tỏi lại đi, tỏi nhiều quá. Ở trong đây thì em có xả sẵn rồi cả nhà. Nãy em sắc xả nhiều rồi, sắc xả qua đây rồi hành tím và tỏi bông. Ở đây thì em cho hạt lim. Hết hạt lim một ít. Hết hạt lim luôn. Bột ngọt. Cái này sả tế này, sả tế khô làm nhà nghe cả nhà. Cái sả tế này cái màu nó lên nó không được đẹp bằng cái sả tế tươi. Ở đây thì con thêm một củ sả tế tôm luôn nha cả nhà, cho nó có cái màu á, cho nó lên cái màu mình nướng cho nó đẹp. Chuột nó vô trong nó quậy cái giường đùng ở trong rồi đó. Ở đây thì em có tương ớt nha cả nhà. Giờ em cho miếng dầu hào luôn nha cả nhà. Này em không cho muối nha cả nhà ơi, nước mắm. Nước tương. Nước tương thì em cho ít ra cho nó có vị cho nó thơm thôi nha cả nhà. Em cho miếng mật ong nha cả nhà, em không ngót đường. Mật ong em bỏ tủ lạnh, cái mùa này nó lạnh nó đông rồi cả nhà. Rồi, cái gia vị của em thế là xong đó cả nhà. Em sẽ trộn lại đây, rồi cái đầu em ướp thịt. Cái này là em làm hơi cay đó nha cả nhà. Ăn cay cay nó mới ngon. Cái thằng nước sốt cho em ngon lành chưa cả nhà. Em không có cho đường, tại vì em cho miếng mật ong rồi mà mình miếng mình nướng mà bỏ đường thì nó khét đó cả nhà. Rồi, bắt đầu em đổ. Cắt tay áo lên cả nhà. Em cho cánh gà với cái này vô trước đi cả nhà. Sáng em mua 1 kg thịt sườn nè cả nhà. Đó. Ký 1 kg sườn. Cánh gà với chân gà này hơn 1 kg, 1,5 kg. Giờ em đổ mực này vô luôn cả nhà ơi, em ướp luôn. Dính sót lại cũng tắt. Rồi thơm quá mà. Thơm nước mũi luôn như này cũng nói. Trời ơi, ớt cái món nướng này là ngon nhất nách luôn á cả nhà. Rồi. Nhất tay không? Nhất nách, nhất tay luôn. Rồi em để đây nha cả nhà, để đây cho nó thấm đi. Rồi lấy nó nắp đợi đây, để đây cho nó thấm đi. Rồi em đi cả nửa tiếng đó, nửa tiếng thì em quay lại em đi nướng than ấy. Chuẩn bị than đồ rồi quay lại nướng đó cả nhà. Cả nửa tiếng thôi. Đây cả nhà ơi, tới chồng em ống nướng nó nghe em ốp nãy giờ. Ốp nãy giờ giờ em bắt ổng nướng. Ốc thì em luộc xả nha cả nhà. Cho ổng nướng xong thì hả vô luộc xả, ốc luộc nó nhanh. Ngon chưa cả nhà. Không ngon. Không ngon, ngồi ngoài nắng rồi cả nhà. Buổi chiều em mới nhắc mày á, buổi chiều bên em chỗ này nó nắng dữ lắm. Ở trước thì nó mát, ở chiều sau thì nó nắng mà ổng đi á, kêu ổng ra trước nướng, ổng nướng ra ngồi đây ổng nướng vậy nè cả nhà, nắng muốn chết luôn.
Chuông đi trốn còn nắng cái đầu. Giọng chui vô đây trốn. Chở điều điều nha anh, cho nó từ từ nướng mới ngon nha anh. Gần hồi anh nướng cái chân, rồi cái đầu quay lại anh nướng chân gà với cánh gà với chân gà trước, rồi mực anh nướng sau nha. Em dặn chồng em nướng. Nó còn chỗ trống thì bỏ lên hết đi, bỏ cánh gà đầu lên luôn. Nướng cái chân nó hồi mắt chưa? Trời, tôi đếm rồi hết rồi đó, mắt cái nào là tôi thường không cái đó đó. Đây cả nhà ơi, chồng em thì em đưa nướng nướng thịt ở ngoài, em thì em vô đây em luộc ốc rồi cả nhà ơi. Ốc em luộc xả nhưng mà em cũng vẫn niêm cái chút rồi cả nhà. Miếng muối, miếng bột ngọt, miếng hạt nêm cho nó cái gia vị ốc cho nó ngon thôi cả nhà. Cái nước thì mình không có ăn. Này em đập rồi em để nắp lại đây, em để cho nó đây cả nhà ơi. Thành phẩm của hai vợ chồng em ngày nay xong rồi đây cả nhà, sớm chồng em nướng xong rồi đây, em sắp lên chưa hết nữa nghe cả nhà, còn ở trên chổng nữa đây. Ốc thì ốc luộc xả, cà tím nướng luôn cả nhà, còn mấy trái cà tím trong tủ lôi ra nướng luôn, em không có gắt mỡ hành lên nghe cả nhà. Còn này thì em thêm ba tôm sáng em tính em luộc, mà giờ thôi để nấu mì cay luôn cả nhà. Đó, thành phẩm xong, giờ còn đợi, chỉ đợi khách lại ăn thôi cả nhà ơi. Đợi mấy đứa em nó lại nữa rồi là thưởng thức nha cả nhà. Đi đó hả? Ở đây. Con uống đâu hả? Con ở đây, ai đó? Có kìa, lại đây cho. Không hả? Đi xong lên đây, xong lên ông đây. Cái ốc kìa. Ok. Ừ. Ok. 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 Cây không là không mất cây hồng ngon luôn, mời cả nhà. Ốc này ăn rồi. Thồng thôi. Đi thồng ra xuôi giục cái đỏ thì thồng nó đỏ con tặng bọc. Thấy bà mừng. Cả nhà cơm đi ăn nha. Cả nhà năm mới đây là 8 mai 9 rồi đó. Để dưới chân với bà nè. Móc giá. Đúng rồi. Móc giá. Đến nhà ông Trông bắt làm non rồi em đi việc. Mấy ông cũng đang bỏ nhậu thương xương cái giò chả với củ hoa xào với mì tinh rồi mấy ông ngồi nhậu nhau quá. Nhá đi qua về mình đi tuột một không các ông nói kỳ. Tôi lại tưởng là bên bãi thôi, phải điện lại hỏi cho nó bên bãi bên đây. Đi nha. Nhà không bãi rồi. Mực mẹ ăn hết mực rồi. Trời, lúc nó phải nướng ngon. Nếu mà
Cũng phải dần dần cho tụi nó đi thủy rau em. Nãy con mới đi rồi á. Đến cái tắt mà con đi đó. Nữa à, đi nữa. Cứ phải chị gặp á. Rồi á. À, nhưng mà cổng lại cái cửa nhưng mà hôm nay tôi có người chỉ rồi, nếu đi đi xe ô tô là mình vào mình có thẻ ô tô là mình không mất tiền vé. Ờ, tức là hôm nay bác sĩ bảo đưa cái thẻ ra là tài xế được miễn phí. Tài xế chở người đến là được miễn phí. Đấy, gia đình tôi đi được 7 người. Miễn phí một mình anh thôi. Chỉ miễn phí một người thôi, thì bây giờ mẹ vào không thì khơi mất 8. Bây giờ đi. 7 đi. Cũng phải chủ nhật gì đấy, trong hai ngày chúng nó nghỉ học đi thôi. Ở đây thì nó có 10 năm 20 phút đến tới nơi. Có 13 ngày không phải tới nơi hả? Mua ba cái đồ gì nên thuê bếp nướng nhậu có gì đâu mà. Ba nó mong lên chỗ hả? Đúng rồi, hôm qua hôm kia quay rồi thấy tắm mà. Ba nhiều chỗ tắm á. Nó trong nó không có rẻ lắm. Cái tắm cái nước nó mát lạnh luôn. Nó tắm thì nó đá, nó tắm nó mát lạnh à. Mà những cái đồng cái thoải mái mình đi cho trong đó mình đi toilet mình không có tiền. Mình tắm mình đi lên mình thay đồ cũng không có tiền. Còn đi biển mình có tắm có thể lại tốn tiền mà đi vừa nó nói chung mình có thể. Cái mất mỗi tiền vé là thôi. Con trẻ con mà vào chơi nhà bóng thì mất 80.000 đúng không? Là chơi cả ngày còn thể cứ đeo thẻ đó ra không vào vẫn được. Rồi tắm xong lên ăn xuống tắm cũng vẫn bình thường không mất tiền. Nó ăn xuống được nhiều chứ nó không phải là như kiểu tắm đầm sen với lại là mẹ xuống tiền vào mua đồ chơi. Như nhà mình 500.000 cũng được nhưng mà ý là nó thao ra rẻ. Ủa nhưng mà có cho các bà tắm mấy câu không hay là chỉ các bà tắm riêng không tắm riêng? Cũng tắm đầu tắm. Mà lấy nọ chứ còn nữa. Tôi đã đi nó nữa nhưng mà cái gì tôi sẽ đi lên đó nữa. Em mua đồ theo nước. À bữa hôm nay mà con đi là không đem gì hết à. Tôi còn mà tôi đi còn buồn lắm mà bà đi nữa. Có nhiêu tiền quả không? Có nhiêu tiền quả? Mấy chục ngàn. Vậy hả? Chào cả nhà, chào các bác. Hôm nay sang nhà bạn. Bạn cho ăn lần món lạ cơ mà. Mới đi miền Tây về mà lại được bạn mời sang. Chưa mà nói vậy có gì phải về cái món này thì em có đảo đây không có luôn. Cá đồng miền Tây chứ không phải là cá ấy. Không. Cá là bắt thiên nhiên. Thấm điện chưa? Quê đem lên đó. Chiều tôi đi không, xe máy em này đồng. Rồi, xe máy tôi đi tối mà. Ghé Bạc Liêu. Ghé vào nhà công tử Bạc Liêu mà. Ui nó. Mấy đứa nó không chịu xuống chụp ảnh. Được chưa? Chụp cho mẹ ăn chút đi. Chụp lên chụp quậy rồi nè cả nhà. Chụp đi chơi chụp mệt rồi giờ chụp lên chụp Lên đập dính. Đập dính bây giờ mới lên lên chụp khay. Chụp uống nước ngọt thôi xuống chơi đi. Xuống chơi cho mẹ. Con đi đâu cho quân? Đi xuống chơi đi. Chúng chơi với nhau. Chúng ta hay chơi không? Đó. Chơi chú ăn ốc rồi. Đi chứ. Mẹ nhiều không? Con nhỏ à? Đây là 200 hả? Đây ốc hả? Từ nhà lên đây 300 rồi Cà Mau chắc phải 500-700 hả? Từ nhà. Từ Bến Tre. Bến Tre. Từ nhà lên Bến Tre bao xa? Bến Tre bụi hiểm hả? Tỉnh gà trong nhà ra Bến Tre là 120. Cái trung chuyển nó hả? Cái nữa. Dạ. Trời ơi, trên chuyển giờ tao còn nó hết rồi. Nó bán hàng ra mãi. Cảm ơn mẹ. Ăn cảm ơn mẹ nữa. Rồi quá. Nói gì đó. Cho này mà nó chạy. Xe không có đâu. Đến 20 xe mới được á.
Chén vào, nguội rồi ăn đi. Không mà mua mấy chỗ đường nạo á. Ngoài thế nào mày ăn rồi. Ở ngoài chợ nó có mấy chỗ mà người ta đường nạo bán luôn cá thác bát đó. Có cái con ở cuối nhà thờ Thánh Khang á, vào chút xíu bên tay trái chỗ con hay bán tôm, bán tép á. 350 thằng đó. Đó. Ăn giống chả cá nhà Trang. Cá thác bát tươi mẹ, chả cá nhà Trang là cái gì? Sao bán nhân dân thì nó kiểu vậy? Cho muối, cân thái muối không? Hay hả? Ừ. Thì miếng hành nêm với tượng nó ngọt nó nêm cho vậy vô. Tiêu hà hành rồi đó. Ngồi ăn được rồi, không ngồi xem nữa. Chắc này là cái nào?
Tống, cá biển, cá thiên nhiên mà nó cá lác là cá thiên nhiên mà nuôi cá đồng. Cá đồng á, thằng này nó tinh đủ như mưa. Cá cá này không đâu. Nó dẹp dẹp như bàn tay. Đợt anh chị vợ anh nghe có đúng là này luôn rồi. Bàn tay là cá không ngon. Ăn cái gì để dai dai mà. Bàn tay nó có bong bong là cá không ngon. Không thì nó to cỡ này nè. Cái phải thành phố bỏ vào là nấu thủ tục dùng bảo vệ thì nó đỡ hết ạ. Mà đây là nó ra. Cái còn. Ừ lắm. Ai mà cá con ăn là nấu canh hủ qua, canh gì là thiết ý luôn. Ăn nấu cũng vậy, người ta lẩu cá thác lát, người ta nói lẩu cá thác lát. Cá là cá bữa ông tí kêu cá gì quên mất tiêu rồi. Không, không phải. Kêu tí kêu cá gì. Tí nào? Đi xe bàn hả? Trước tụi buồn lắm, đâu có ăn không? Không biết ăn, cái đầu từ hồi mà đi làm quên làm YouTube này nè. Rồi xong rồi cái đầu thấy người ta ăn, người ta ăn, người ta xem đó. Rồi mình quên mình ăn thử, mà ăn thử, ăn được cái ăn hoài được. Ăn thử mô. Ăn không phải nữa. Cũng nhiều lần rồi, từ hồi ăn tới giờ mình ăn. Không còn. Không ngọt. Ờ, cho ta mang ngày nào nó chả có. Đây em đổ nước kia. Cho ta mang ngày nào bán cho bán. Cái gì chả cá lắm? Chả cá lắm nắng này. Cái chỗ mà nó là thanh mỏng. Mình thích mua về mình. Không, kể cả cái này sốt cà chua gì cũng vẫn được luôn. Không mà thanh mỏng cá. Mà thanh mắm cá là chỗ bán cá 200 ngàn một tí. Cũng khá bán luôn. Mà chắc tôi nghĩ là chắc cũng phải có pha một phần. Tại vì nó đậu sẵn rồi với thêm ăn là. Không, tôi đi mấy chỗ. Ăn cơm không? Cái cuối nhà tờ đánh ca á là nó lạo sẵn ý đúng là bà đến là mà kêu nó lạo luôn cho mình, nó lạo cho mình cũng được. Đúng rồi, cái đó là bà đứng đó 350 ngàn một ký lạo khác em hiểu chưa. Đúng cao rồi, là 350 ngàn ký, còn ở bà Thanh đó là 200 ngàn một ký. Ừ, đó, 200 ngàn rất khác nữa. Không ngon. Nó không ngon, nó không ngon một thằng ấy, chừng một thằng ấy là ngon. Anh mỗi vô rau nó không ngon rau. Bòn hết đi, bỏ chén đây, nhanh. Tay chuột ăn được không? Chuột ăn rồi, ăn rồi, chuột ăn đi. Chuột ăn đi. Này đâu mình biết. Ông mẹ ơi, nó 3 năm mà đâu mà nó có cho ăn mì này đâu. Nó cho ăn. Toàn nó nào hảo không à. À đâu cái mì này nó nói cho mình ăn cho mình không biết. Đó, tính bà, tính là bà nó cái màu gì. Đấy thì mình thấy đó. Nó đỏ đỏ cũng như gan nó mà thử cái mùi hôi như nước mắm ra. Chú ăn mày không làm à, chú ăn thử coi. Làm cá đi Hàn Quốc cá đi đó. Cái bạn cái còn sụp đó. Đấy, đâu vậy? Đấy, con nữa. Để cửa lên nhá. Thôi xuống đi. Nó kẹp tay đấy con. Kẹp cặp tay á. Dài chốt dưới lại. Tăng để bây giờ mới có bàn cho nó. Cảm ơn cả nhà đã đến xem video.